Chào mừng quý thầy cô và các bạn học sinh cũng như là các bạn đang quan tâm về lĩnh vực công nghệ thông tin cũng như ngành phần mềm tham gia cái buổi talk show tối hôm nay. Chúng ta gặp talk show tối hôm nay là talk show thứ ba. Trước cái talk show diễn ra tối hôm nay thì ban tổ chức đã tổ chức một talk show về lĩnh vực ngành kinh tế xây dựng, một lĩnh vực ngành du lịch, và tối hôm nay chúng ta diễn ra sự kiện về ngành công nghệ thông tin. Thưa quý vị và các bạn, quý thầy cô cũng như là các bạn đang theo dõi cái chương trình buổi tối hôm nay, thì phần mềm đã và đang trở thành xương sống của hầu hết các ngành nghề khác trên thế giới và tạo nên những thay đổi rất là sâu sắc trong cái cuộc sống của người, từ cái sinh hoạt hàng ngày cho đến học tập và công việc. Cùng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thì phần mềm ngày càng thể hiện cái vai trò quan trọng trong việc định hình thế giới. Đối với Việt Nam thì phần mềm nói riêng và công nghệ thông tin nói chung là một trong rất ít ngành nghề mà chúng ta có ảnh hưởng đến thế giới. Trong phần lớn các ngành nghề mà chúng ta tụt hậu đều không đóng góp được vai trò gì đối với thế giới, thì từ khoa học đến giao thông, y tế, giáo dục. Nhưng đối với ngành công nghệ thông tin ở Việt Nam ấy, thì là một trong những ngành mà có cái ảnh hưởng rất lớn và góp phần tích cực vào sự phát triển chung của ngành công nghệ thông tin thế giới. Chúng ta đang trải qua một cái đại dịch Covid-19, và chính cái đại dịch Covid-19 này là một cú hích rất là lớn và khiến cho vai trò của ngành công nghệ thông tin được thể hiện cái vai trò lớn hơn. Chưa bao giờ hết mà thế giới lại cần các cái phần mềm nhiều như thời điểm bây giờ. Sự phát triển đó của ngành phần mềm đã tạo ra rất nhiều cơ hội cho nhân lực trong ngành này. Vậy đó là những tiềm năng, đó là những khó khăn, đó là những lộ trình phù hợp cho các bạn trẻ khi muốn nắm bắt cái cơ hội này. Những nội dung này sẽ được đề cập trong cái phiên nói chuyện với chủ đề ngành lập trình Việt Nam, cơ hội vô tiền khoáng hậu. Và xin giới thiệu với quý thầy cô, các bạn tham gia chương trình buổi tối hôm nay. Diễn giả chính của chương trình này xin trân trọng giới thiệu thạc sĩ Nguyễn Khắc Nhật. Xin mời anh Nhật giơ tay cho mọi người thấy được không ạ? Chào mọi người. Anh Nhật là một thạc sĩ kỹ thuật phần mềm và là giảng viên công nghệ thông tin. Anh đã có kinh nghiệm 15 năm phát triển phần mềm tại Việt Nam, và hiện nay anh đang là tổng giám đốc CodeKim Việt Nam. Và ban tổ chức chương trình xin được mời anh là diễn giả chính trong cái chương trình talk show tối nay, chia sẻ các thông tin liên quan đến ngành phần mềm, một số cái giải đáp chia sẻ với các bạn cũng như là quý thầy cô tham gia trong buổi tối hôm nay. Xin mời anh. Cảm ơn thầy rất là nhiều. Nhật xin phép share cái màn hình nhé.
là bản thân mình là đóng góp vào trong cái quá trình thay đổi đấy. Rồi là mình hoàn toàn có thể làm ra những cái phần mềm mà có thể hỗ trợ được cho những cái lĩnh vực khác, những cái công nghệ khác, những cái người khác đó. Rồi thì để là một số cái ví dụ mà gọi là liên quan đến cái phần ứng dụng của phần mềm. Thì trong quá trình mà nhận trên bay thì nếu các bạn mà có các cái câu hỏi, các cái băn khoăn á, thì có thể là nốt nó lại hoặc là ghi lên trên cái khung chat nhé, lên khung chat, và khi mà đến cái phiên tiếp theo ấy, thì phiên hỏi đáp ấy, thì anh có thể trả lời mọi người, thì cần để mà có thể là cung cấp thêm các thông tin. Đã, thì đấy là một số ví dụ. Anh lướt qua một chút về cái tình hình công nghệ thông tin ở Việt Nam á, thì mọi người thấy đây là một cái báo cáo của Ngân hàng Thế giới. Thì đây là cái chỉ số xuất khẩu công nghiệp công nghệ cao của Việt Nam mình với một số cái quốc gia khác ở trong vùng đó, từ Ấn Độ và Indonesia, Philippines, Thái Lan các thứ. Thì mọi người biết là như anh đầu phiên ấy là anh Huế có nói đó, tức là trong rất là nhiều ngành nghề thì Việt Nam mình hầu hết là đều lẹt đẹt đấy, từ y tế, khoa học, rồi giáo dục, rồi giao thông, rồi vũ trụ, rồi các thứ đại khái. Việt Nam mình chả có ngành nghề nào mà có tiếng nói về thế giới, đúng không? Rất là kém. Đấy, về khoa học thì chắc là lâu lắm thì có một cái trường hợp như giáo sư Ngô Bảo Châu là được giải phiêu đó, còn ngoài ra là gần như là mình tụt hạng tất tần tật các cái chỗ, là mình không có cái gì là mình có tiếng tăm về thế giới cả đó. Thế nhưng mà riêng ngành công nghệ thông tin đó, thì Việt Nam mình lại là ngồi mâm với những cái nước mà lại có cái tiếng nói rất là lớn, bởi vì Việt Nam mình là một trong những cái trung tâm mà làm phần mềm rất rất lớn của thế giới. Gần như tất cả những cái phần mềm nào mà nổi tiếng của thế giới là đều có cái dấu tay của cái lập trình viên Việt Nam mình ở đấy, từ những cái phần mềm của những cái hãng máy bay của Boeing, đúng không, hay là của NASA, cho đến phần mềm của những cái hãng ô tô to như Toyota hay là các thứ đó, rồi cho đến là cái điều hòa mà mọi người dùng ở nhà của Panasonic hay các thứ đấy, thì hay là các cái TV, rồi tất cả những cái phần mềm đấy, hay là thậm chí là cái Facebook hay là Google, thì tất cả những chỗ như vậy là nó đều có cái dấu tay của lập trình viên Việt Nam mình ở trong đấy đó. Ở Việt Nam mình là một trong những cái trung tâm mà làm phần mềm lớn của thế giới, cho nên mọi người thấy là ví dụ như xuất phát từ 2009 đó, thì Việt Nam mình ở trong cái mảng mà xuất khẩu công nghệ cao ấy, thì vẫn còn rất là thấp, lẹt đẹt so với các quốc gia khác. Đặc biệt mọi người nhìn thấy là ví dụ như so với Thái Lan là mình rất là thấp, nhưng mà chỉ sau 6 năm thôi thì Việt Nam mình vượt lên kinh khủng khiếp. Chưa bao giờ có một cái sự tăng trưởng kinh khủng khiếp như vậy ở trong bất cứ một cái ngành nghề nào ở Việt Nam mình đó. Thì điều đó nó nói lên là một cái sự tăng trưởng rất là kinh khủng, và một cái cơ hội cũng là rất là lớn cho cái ngành công nghiệp công nghệ cao của Việt Nam, mà trong đấy là cái ngành phần mềm là cái ngành chủ đạo đó. Rồi thì xét gần hơn một chút đó, thì ví dụ như là đây là một cái báo cáo của cái trang Topdev được làm vào năm 2019, thì đây là mức lương trung bình của lập trình viên. Thì mọi người thấy là chỉ cần 1 đến 3 năm kinh nghiệm thôi thì mức lương trung bình thì đều là trên dưới 1.000 đô cả. Trên dưới 1.000 đô tức là đâu đấy từ 20 cho đến 30 triệu cả. Thì nếu mà nhìn vào cái mức lương này thôi thì sẽ thấy một cái sự khác biệt rất lớn giữa cái ngành nghề lập trình, cái ngành công nghệ thông tin, ngành lập trình nói riêng so với mặt bằng chung của các cái ngành nghề khác. Tất nhiên khi mà nói về ngành nghề ấy, thì nó cũng sẽ có người thế này người thế kia, tức là có người cao người thấp đấy của ngành này so với ngành khác. Thế nhưng mà đây là mặt bằng chung trung bình thì nó cao hẳn lên so với các cái ngành nghề khác. Hay là có một con số nữa đó, cũng là mức lương nhưng mà là theo kinh nghiệm đó, mới tốt nghiệp thì đã là từ 300 đến 700 đô, tức là đâu đấy là khoảng cỡ trên dưới 10 triệu rồi đấy, ví dụ như vậy. Và là ví dụ như là khoảng 5 năm làm việc đấy, 5 năm của lập trình viên thì thông thường ví dụ như là khoảng 2.000 đô chẳng hạn, tức là khoảng 50 thì, triệu gì đấy trở lên đó. Thì là những cái con số mà nó cho mình thấy là nó có một cái lợi thế rất là lớn về mặt ngành nghề đó, hay là về mặt nhu cầu tuyển dụng. Tại sao lúc đầu anh Nhật có một cái câu đó là lập trình viên thì không thất nghiệp, không thể lập trình viên là thất nghiệp, là bởi vì như này, đơn giản như này thế này đấy, tức là nhu cầu tuyển dụng là mỗi năm một tăng. Đấy, năm nào cũng thiếu vài chục nghìn nhân công người làm việc ở trong ngành
ngành phần mềm, cho nên là cứ tốt nghiệp bao nhiêu là có việc bấy nhiêu, cho nên là rất rất là thiếu đấy. Thì đây là khi mà cái ngành nghề nó thiếu cái nhân công thì mọi người biết rồi, tức là mình thì lại cái chỗ mà sẽ là có cơ hội. Rồi thiếu trầm trọng nhân lực, chẳng hạn như là năm 2020 đó thì thiếu khoảng cỡ 100.000 đó nhân lực. Tình trạng trong khi đấy ấy, thì tình trạng thất nghiệp nó vẫn là diễn ra triền miên ở các ngành nghề khác. Thì nếu mọi người lên mạng thì mọi người sẽ thấy này, ví dụ như là 2016 là có 225.000 cử nhân thạc sĩ thất nghiệp đấy, ví dụ thấy rất là nhiều báo nhắc đến con số này đó. Thì đó là và bảo VOV còn nói là lỗ hổng hướng nghiệp đó, tức là mình đi học có những cái ngành nghề nhưng mà nó không phù hợp với cái xu hướng, cho nên là khi mà ra thì mình không không có bố trí được việc làm đúng với ngành nghề mà mình học. Nên trong khi đấy thì lấy ngành công nghệ thông tin thì lại quá thiếu. Nên mọi người thấy là nó có hai cái thái cực như vậy, một bên thì thừa một bên thì thiếu, cho nên là nếu mà được thì mình chuyển hướng sang cái công nghệ thông tin thì là nó rất là hợp với cái xu hướng đó. Rồi gần đây thì mọi người thường nghe đến cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đó. Thì cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư này ấy, thì nó lại là một cái gọi là yếu tố nữa mà rất là quan trọng, nó lại càng thúc đẩy thêm nữa về cái sự phát triển của ngành công nghệ nói chung đó. Thì là mọi người biết rồi, cứ mà cứ sang mỗi cái cuộc cách mạng công nghiệp thì cái năng suất rồi cái hiệu quả làm việc của con người nó sẽ tăng đó, nó cứ tăng dần lên. Thì gần đây ấy, thì cái ngành công nghệ nó đã phát triển rồi, nhưng mà với cái sự thúc đẩy của cái cuộc công nghiệp cách mạng công nghiệp 4.0 này ấy, thì cái ngành công nghệ nó lại càng phát triển nữa và cái nhu cầu về phần mềm nó lại càng lên nữa. Hay là ở Việt Nam mình ấy, cũng trong cái cuộc cách mạng đấy thì chính phủ mình cũng là khởi xướng cái phong trào là khởi nghiệp công nghệ đó và start up. Thì năm kia thì Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông cũng đưa ra cái lời kêu gọi bảo là Make in Việt Nam, cho nên là ở đây bây giờ là nhìn ở đâu cũng thể khởi nghiệp, nhìn ở đâu cũng thể khởi nghiệp công nghệ, và phong trào đấy ở những cái thành phố lớn là nó rất là xôm đó. Tại mà khi bác khởi nghiệp công nghệ như vậy ấy, thì cái nhu cầu về nhân lực ở trong ngành công nghệ thì nó lại càng 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 tăng lên nữa, cho nên là xét ở cả mức gọi là thế giới đấy hay là ở Việt Nam thì cái nhu cầu về công nghệ trong cái thời gian tới thì nó đều có một sự tăng trưởng rất là kinh khủng. Và cái dấu mốc gần đây đó là cái đại dịch Covid. Như mọi người thấy thì Covid ấy, nó làm gián đoạn hầu hết tất cả các cái hoạt động bình thường hàng ngày của cái loài người đó, từ tất tất cả cái ngành nghề nó đều bị ảnh hưởng. Nó ảnh hưởng đến cái mức mà mọi người biết là không khí của cái quả đất này nó còn tốt lên cơ đấy, nó còn sạch đi cơ, bởi vì là mọi người ra ngoài, mọi người ít sử dụng máy móc, ít sử dụng xe cộ đấy, ít đi lại, cho nên là không khí nó còn bị làm nó còn được làm sạch đi cơ, nó ít khói hơn, ít bụi hơn, ít ô nhiễm hơn cơ. Mọi người kinh tưởng tượng là nó là một cái đại dịch mà nó ảnh hưởng có cái mức độ kinh khủng khiếp như vậy, nó không chỉ ảnh hưởng đến một công ty hay là một tỉnh hay một nước mà nó ảnh hưởng đến cả cái hành tinh cơ, chứ không phải là chỉ đơn giản là ảnh hưởng đến các quốc gia mà ảnh hưởng đến tinh cơ. Rất là ghê gớm như vậy. Thế là trong cái đại dịch đấy á thì cái ngành cái phần mềm ấy nó chính lại là cái cứu cánh của các cái ngành nghề khác đó. Cái cứu cánh ở chỗ là nếu mà không có phần mềm thì gần như các hoạt động khác không thể nào mà triển khai được, cái việc dạy học nó không thể nào diễn ra được, hay là cái phiên mà nói chuyện giữa anh với mọi người đây là không thể diễn ra được đó, hay là giao thông liên lạc rồi tất tần tật sản xuất rồi tất cả các thứ đấy ra nó đều có thể là bị đình trệ cả đó. Cho nên là cái công nghệ thông tin đó, cái phần mềm nói chung là nó đã cứu thế giới ra khỏi một cái thảm họa rất là kinh khủng khiếp, đó chính là cái Covid-19. Và thậm chí là ví dụ như chẳng hạn là nhờ cái công nghệ mà cái vaccine nó còn phát triển được nhanh cơ. Ví dụ như là ngày xưa nếu mà theo các phương pháp truyền thống để mà phát minh ra một cái vaccine như vậy nó có thể tốn hàng chục năm. Thì mọi người tưởng tượng mà Covid chỉ mới 2 năm thôi mà mọi người đã kiệt quệ như thế nào. Bây giờ nếu mà Covid nó kéo dài trong cỡ 10 năm mà không có vaccine thì nó sẽ là như thế nào? Thì mà nhờ công nghệ đó mà cái việc mà mình nghiên cứu vaccine rồi mình thử nghiệm vaccine rồi các thứ là nó diễn ra rất là nhanh đó.
thì thực sự mà nói là Covid-19 là một cái cú hích đối với ngành công nghệ thông tin của cả thế giới lẫn ở Việt Nam mình. Đó là ngành công nghệ thông tin chưa bao giờ phải nghỉ một ngày nào, tức là lập trình viên vẫn cứ làm việc từ đầu 2020 cho đến bây giờ, và gần như là chả có cái chỗ nào mà gọi là phải là cho nhân viên nghỉ làm rồi, bởi vì do đại dịch cả, bởi vì công nghệ thông tin là thực ra ngồi ở đâu cũng có thể làm việc đó. Rồi thì ý cuối ở cái ý cuối thì anh Nhật chia sẻ đó là cái tình trạng của công nghệ thông tin ở Việt Nam mình nó là như thế này. Như lúc đầu anh Nhật có nói là Việt Nam mình là một cái trung tâm sản xuất phần mềm rất lớn của thế giới, thì thực ra đây không phải là cái ngành duy nhất mà mình là sản xuất lớn nhất của thế giới, chẳng hạn như là ngành may mặc hay ngành giày da đấy cũng là những cái ngành mà mình sản xuất rất là lớn. Ví dụ như thống kê là một năm ấy, là Việt Nam mình sản xuất khoảng cỡ 1 tỷ đôi giày đấy. Mọi người biết là dân số là chỉ có 7 tỷ người thôi, trên thế giới nó chỉ có 7 tỷ người thôi, nhưng mà mình làm 1 tỷ đôi giày rồi, tức là cứ tính trung bình là cứ bắt 7 ông ngẫu nhiên là kiểu có gì kiểu gì cũng có một ông là đi đôi giày Việt Nam lớn như vậy cơ đấy. Thế nhưng mà áo quần đôi giày dép của Việt Nam ấy thì không có các cái thương hiệu lớn đó, cho nên mình ấy là mình chỉ làm cái phân cái giai đoạn gọi là gia công thôi, giá trị thấp thôi, còn cái thương hiệu rồi kinh doanh rồi thiết kế rồi tất cả những cái thứ như vậy thì thông thường là các cái hãng nước ngoài người ta làm hết, Việt Nam mình chỉ làm cái giai đoạn rất là thấp, cho nên ấy là giá nhân công ở Việt Nam mình nó cũng rẻ lắm, đi làm may nó lương thấp lắm đấy, 7-8 triệu, nếu mà làm tăng ca các thứ thì 10-12 triệu hết đó, trong khi đấy là người ta bán ra bên ngoài lại rất rất là đắt đấy. Là bởi vì tại sao, bởi vì cái trình độ nhân lực của mình nó thấp, cho nên là mình chỉ làm được những cái giai đoạn gia công đấy, tức là làm thuê ở giai đoạn là cuối thôi, rất là thấp đấy. Thì cái ngành phần mềm của mình á nó cũng vậy, trong một cái quãng thời gian đấy, đâu đấy từ những năm 90 đấy, cho đến những năm 2000 thì mình là công xưởng gia công phần mềm của thế giới, tức là mặc dù ok bảo là mình làm phần mềm cho NASA hay cho Boeing hay là cho Panasonic, cái Toshiba rồi các thứ, thế nhưng mà thực ra là những cái phần mềm là họ thiết kế hết, và cái ông lập trình viên của Việt Nam mình nó chỉ ngồi gõ những cái dòng code rất là đơn giản thôi đấy. Nên là lương của lập trình viên các thứ, thứ nhất là nó thấp đấy, nó cao ấy là cao so với các ngành nghề khác ở Việt Nam, thế nhưng mà nó gọi là rất là thấp so với các cái lập trình viên khác ở thế giới đó, là bởi vì là mình làm những cái công đoạn nó thấp. Thì đấy là câu chuyện của những năm 90, những năm 2000 đó. Thì gần đây ấy, thì nó có một cái sự dịch chuyển rất là ghê gớm, tức là người Việt Nam mình đã tham gia vào công cuộc là làm phần mềm thực sự của thế giới, làm ra những cái sản phẩm phần mềm thực sự của thế giới đó, và gọi là phát súng đầu tiên thì chắc là phải kể đến cái con chim Flappy Bird của anh Nguyễn Hà Đông đó, là cái chỗ mà gọi là lần đầu tiên mà có được một cái sản phẩm, là mặc dù cái sản phẩm đấy thì ở trong cái giới công nghệ ấy thì bọn anh không có đánh giá cao, là bởi vì sao, bởi vì nó không mang lại nhiều giá trị, những cái món mà liên quan đến game các thứ ấy thì nó không tạo ra được giá trị nhiều cho xã hội. Mọi người tưởng tượng là ví dụ như mang một cái game và so sánh với một cái sản phẩm giáo dục chẳng hạn, thì sản phẩm giáo dục nó mang lại giá trị rất là lớn, nó khác hẳn. Game ấy thì mang tính chất là giải trí, thế nhưng mà giải trí thì cũng có nhiều loại, có những cái loại giải trí để mà mang lại cái sự lành mạnh, thế nhưng mà có những cái loại giải trí thì nó cũng không mang lại đến cái sự lành mạnh đó. Thì đấy chắc là phát súng đầu tiên là Flappy Bird, mà sau đấy thì có khá là nhiều các cái phần mềm khác nữa, thậm chí là có một phong trào đó là các cái công ty Việt Nam mình là đi mua các cái doanh nghiệp phần mềm của nước ngoài. Đấy là gọi là lần đầu tiên mình có cái kiểu mà mua ngược như vậy. Ngày xưa là hầu hết là các cái doanh nghiệp nước ngoài là vào Việt Nam mình và thấy ông nào mà thơm thơm nó xịt hết, mua hết đấy. Bây giờ thì có cái việc đó là công ty Việt Nam mình mà sang Mỹ để mua lại công ty Mỹ, hay là F-Shop họ sang Philippines để mua một công ty Philippines, hay là mua ở châu Âu, Slovakia, hay gần đây là họ mua ở Brazil, họ mua mua hết, mua các cái công ty nước ngoài. Thì đấy là lần đầu tiên, cho nên là đó là lý do tại sao mà lúc đầu còn nói một ý, đó là một trong những cái ngành mà mình có thể sánh vai với thế giới là như vậy đấy. Tức là đó, nếu mà làm một cái bàn tròn bàn với nhau thì kiểu gì ông Việt Nam cũng sẽ được mời, bởi vì ông đóng góp khá là nhiều cái nhân lực rồi cái trí thức cho cái ngành công nghệ thông tin của thế giới đó. Thì sơ qua về cái vài nét về cái gọi là cái ngành công nghệ thông tin cũng như là tình hình việc làm rồi rồi cái nhu cầu rồi cái hướng phát triển ở trong tương lai ở cả thế giới lẫn Việt Nam là như vậy đó. Thì đấy là cái phần gọi là chia sẻ ban đầu của anh Nhật
để sắp tới là nếu mà có thêm các cái câu hỏi các thứ thì Nhật sẽ giải đáp thêm. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn anh Nhật đã dành thời gian và chia sẻ những cái ý nghĩa của việc là phần mềm đối với đời sống của con người Việt Nam của ta. Thứ hai là cái ảnh hưởng của phần mềm đối với các cái ngành nghề cũng như là các cái nhu cầu của xã hội. Và có một cái thực tế rằng là như anh nói thì hiện tại là phần mềm nó bây giờ nó áp dụng được tất cả các cái ngành nghề và nó dần dần thay thế con người. Thì liệu là một kỹ sư công nghệ thông tin và đặc biệt là kỹ sư phần mềm thì sau này có phải là họ sẽ là một chuyên gia và thứ hai nữa là họ sẽ là có cái công việc ổn định và cái mức lương thu nhập sẽ là cao. Vậy anh cho biết là nếu như là các bạn theo đuổi cái ngành này thì những bạn đó phải có những tố chất gì và thứ hai nữa là cái năng lực của họ khi mà lựa chọn ngành công nghệ thông tin và đặc biệt là ngành công nghệ phần mềm, anh có thể chia sẻ thêm với các bạn. Ok, cảm ơn anh Huế. Thì đấy, câu hỏi này thực ra nó rất là phổ biến, là bởi vì nó như kiểu có một cái quan niệm từ ngày xưa, đó là học công nghệ thông tin là rất là khó và nó cần phải có tư duy rất là xuất sắc về mặt toán học rồi logic các thứ thì có thể theo được cái ngành công nghệ thông tin đấy. Nhưng mà cái quan niệm đấy thì thông thường ấy là bởi là từ những cái người mà không biết gì về công nghệ thông tin hoặc là chưa tiếp xúc hoặc không có con em gì để học công nghệ thông tin thì mới có những cái nhận định kiểu như thế, bởi vì là nó thấy máy tính cho thấy các thứ nó nhây 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 cho nên nhìn nó hoa hết cả mắt là thấy nó nguy hiểm thôi đó. Thì đấy là một cái quan niệm. Thế thì á, so sánh như thế này để mọi người dễ hiểu này, tức là cái ngành công nghệ thông tin ấy hoặc là ngành công nghệ nói chung ấy, thì mọi người để ý nhé, có ngành công nghệ này, trong công nghệ là có công nghệ thông tin này, trong công nghệ thông tin nên nó lại có ngành công nghệ phần mềm. Đó. Thì trong cái ngành công nghệ nói chung ấy thì nó cũng rộng như hầu hết tất cả các ngành nghề khác. Đó. Thì ví dụ như mình liên tưởng sang cái ngành xây dựng đi cho nó dễ hình dung, thì bảo là tôi đi làm ngành xây dựng thì nó rộng chết lên được, làm xây dựng tức là làm cái gì đúng không, một thợ xây thì cũng là xây dựng đúng không, một thợ sắt thì cũng là xây dựng, làm thợ sơn thì cũng là xây dựng, làm thợ nước thì cũng xây dựng, và làm kiến trúc sư thì cũng xây dựng, thợ điện cũng là xây dựng đó. Thì trong cái ngành IT nó cũng vậy, trong ngành công nghệ thông tin nó cũng vậy đấy, nó còn rất là nhiều cái việc khác nhau chứ nó không phải là ông nào hiểu ông nào đúng không. Làm ra một phần mềm thì nó không khác gì làm ra một ngôi nhà cả, nó cũng phải có một cái người để đi nói chuyện với ông chủ nhà đúng không, hoặc là ông khách hàng để xem tự nhu cầu của ông là thế nào, ông có bao nhiêu tiền, mặt đất ông rộng bao nhiêu, mặt hướng bắc hay hướng nam, hay có bao nhiêu cửa sổ, hay là theo phong cách Việt Nam hay là theo phong cách Thái Lan hay cái gì kiểu thế. Làm phần mềm cũng vậy, có người đến với khách hàng nói chuyện xem nhu cầu họ thế nào đấy, rồi sau đấy là về là mới có một cái người họ thiết kế đấy, thiết kế ra một cái giải pháp để nó đáp ứng được cái nhu cầu đấy. Thì nó cũng giống như cái nhà thôi, sau khi hỏi với ông chủ nhà trong đây mày có ông kiến trúc sư ấy ngồi thiết kế ra, rồi sau đấy mang cái bản thiết kế ra hỏi ông chủ nhà xem ok như thế là hợp lý không đấy, hợp lý thì ta xây, còn không hợp lý ta lại sửa, sửa cái nào mà thấy gật đầu phát thì ta xây. Thì bên phần mềm cũng vậy, mang ra một cái giải pháp đó, rồi sau đấy thì khách hàng gật đầu cái thì bắt đầu mới xây. Thì trong cái quá trình như vậy ấy, là có sự tham gia của rất là nhiều cái vai trò khác nhau đó. Thì cho nên ấy là có những cái công việc mà nó đòi hỏi những cái người rất là xuất sắc thì mới có thể làm được đấy. Thế nhưng mà phần lớn những công việc thì là những cái người mà lao động phổ thông ấy thì là có thể làm được, nó cũng giống như là đi xây nhà ấy. Để mà thiết kế được một nhà thì thông thường là phải một ông kiến trúc rất là nhiều kinh nghiệm thì mới có thể làm được, thậm chí là một ông kiến trúc mà mới ra trường ấy, kiến trúc sư mới ra trường ấy thì cũng ít khi mà được giao thiết kế những cái phần mềm đó. Thì là nếu mà một cái ngôi nhà mà càng quan trọng đấy, càng phức tạp thì phải là một cái người kiến trúc sư, phải là càng có kinh nghiệm thì mới là ổn đấy. Thì bên phần mềm cũng vậy, một phần mềm đơn giản thì ai cũng làm được, nhưng phần mềm mà phức tạp hơn ấy thì lúc đấy là phải có cái người có kinh nghiệm cơ đấy. Tương tự như vậy trong ngành phần mềm nó đa dạng lắm nhá, ví dụ mọi người hình dung này, làm ra một cái game thì cũng là lập trình viên, làm ra một trang web nó cũng là lập trình viên, làm ứng dụng trên điện thoại Android nó cũng lập trình viên, trên điện thoại iOS nó cũng là lập trình viên, làm ứng dụng để điều khiển cái TV cũng là lập trình viên, một cái thang máy nó cũng là lập trình viên đúng không, cho tên lửa nó cũng là lập trình viên đấy, làm một con robot thì nó cũng lập trình viên. Cho nên ấy là nó còn rất là nhiều cái việc trong đấy đấy, cho nên là không phải là ông lập trình viên nào giống lập trình viên nào đấy. Cho nên ấy là cái cơ hội đối với cái ngành này ấy là nó rất là lớn, chứ nó không chỉ là dành cho những cái người mà rất là xuất sắc về mặt logic hay toán học các thứ, những cái người mà rất là xuất sắc thì họ sẽ làm những cái việc
mà cần đến cái tư duy đấy. Còn nếu không ấy thì ví dụ như là mình hoàn toàn có thể tham gia làm ứng dụng trên điện thoại, hay làm xây dựng một cái website thương mại điện tử, hay tất cả những cái việc như vậy là nó rất là đơn giản, và nó không cần đòi hỏi rất là nhiều, không đòi hỏi nhiều cái tư duy về mặt thuật toán hay về mặt logic gì cả, nó rất là dễ. Đã, cho nên là thực ra mà nói là ngành IT là cái ngành mà nó mở rộng cái cơ hội ra cho hầu hết tất cả các cái nhóm đối tượng khác nhau, và nó không, gần như là không có rào cản. Đó. Anh Huệ chưa bật cái mic á, anh Huệ bật cái mic lên. Cảm ơn chia sẻ của Nhật. Hôm nay chia sẻ với anh là tham gia với diễn đàn thì có một số bạn sinh viên, không biết là các bạn còn có quan tâm đặt câu hỏi gì cho anh Nhật không ạ? Bạn nào có câu hỏi cùng giao lưu với chuyên gia thì chúng ta cũng bật mic lên cùng giao lưu ạ. Mọi người có thể hỏi trực tiếp hoặc là có thể nhắn tin ở trên cái khung chat á. Xin chào anh Nhật, cũng chào mọi người. Thì em tên là Phượng, hiện tại em đang học ở cột gym. Thì em có một câu hỏi, vì em thắc mắc bây giờ kiểu cái nhu cầu tuyển dụng việc làm ở Hà Nội bây giờ đang như nào, thì Nhật kiểu doanh nghiệp sẽ cần gì đối với một fresher? Rồi, Chào ok, cảm ơn Phước. Ở Hà Nội ấy, thì nhu cầu tuyển dụng là không có giới hạn. sư. Ở Sài Gòn là một, ở Hà Nội là hai, là không có giới hạn. Sau đấy là ở đến Đà Nẵng, thế là mà xét nhé, thì là xét theo kiểu là nhu cầu, mức nhu cầu ấy, thì Sài Gòn là phải đến đầu tiên. Sài Gòn là chiếm khoảng cỡ gần 50% đấy nhu cầu về mặt tuyển dụng, sau đấy mới đến Hà Nội, sau đấy mới đến Đà Nẵng. Cho nên là như anh nói lúc nãy, tức là bây giờ là chỉ cần một lập trình viên ở bất cứ một cái lĩnh vực nào, từ là lập trình web, lập trình game hay mobile hay là bất cứ một cái gì, thì bao giờ ra ở Hà Nội thì cũng có thể sắp xếp được việc làm một cách rất rất là dễ dàng. Đó là cái thứ nhất. Ý thứ hai ấy là mặc dù ở cái đại dịch Covid như này này thì rất là nhiều ngành nghề nó bị ảnh hưởng và không có việc, thế nhưng mà riêng ngành IT ấy, thì vẫn cứ có việc như bình thường, vẫn làm việc như bình thường. Thậm chí là gần đây ấy, là các cái khóa tốt nghiệp ở Cold Gym gần đây ấy, là các bạn ấy phỏng vấn online và sau đấy làm việc online luôn, chưa bao giờ được đến công ty, bởi vì là 2 tháng nay là ngoài này là giãn cách rồi, các công ty thì làm việc online hết rồi đó. Cho nên nếu mà Phước mà quan tâm đến câu chuyện là việc làm ở Hà Nội ấy, thì ở ngoài này là rất rất là dễ đó, để có thể là bố trí được việc làm đó, và thậm chí là phỏng vấn tất cả các thứ là có thể là thực hiện online luôn đó. Tốt nha. Em còn câu hỏi là kiểu doanh nghiệp bây giờ đang họ đang cần gì đối với một fresher ấy, tức là họ yêu cầu gì đối với một fresher? Alo, mọi người có nghe không ạ? Vẫn vẫn nghe được đây đấy. Anh trả lời nốt cái ý của Phước đó, thì cái chỗ mà gọi là doanh nghiệp cần gì với một fresher á, thì ngoài những cái năng lực mà chuyên môn đấy, chẳng hạn như là ở trong chỗ Cold Gym ấy, thì nó có cái chuẩn đầu ra đấy, tức là kết thúc thì đạt được những cái chuẩn đầu ra nào, thì thông thường ví dụ như Phước là cứ 1-2 tháng thì phải tự đánh giá xem thử là trong cái bảng về năng lực của mình là có những cái nào mình đạt, có nào mình không đạt, thì để là về mặt chuyên môn đó. Thì ngoài về mặt chuyên môn ấy thì có những cái năng lực mà rất là khuyến khích có, chẳng hạn như là ngoại ngữ thì cũng nên có đó, rồi kỹ năng quản lý công việc đấy, kỹ năng giao tiếp đấy, kỷ luật các thứ đấy, thì là đều rất là khuyến khích, mà nếu mà có thì doanh nghiệp sẽ rất là happy đó. Còn nếu mà về mặt kỹ thuật, nếu mà Phước muốn đào sâu thêm để biết thêm là ok về về yêu cầu về kỹ thuật cho một fresher, thì Phước chỉ cần dở ra cái bản đánh giá năng lực mà hàng tháng mà mình vẫn điền vào á đó, thì trong đấy là Phước sẽ thấy là đấy chính là cái bản mà anh đi chắt lọc để hỏi từ các doanh nghiệp và chắt lọc từ các doanh nghiệp ra đó. Được nhá. À, vâng, em cảm ơn anh. Đấy, tức là nó có 2 nữa là kỹ thuật và 1 nữa là những thứ không liên quan đến kỹ thuật đấy, thì bao gồm từ kỷ luật cho đến là giao tiếp, để làm việc nhóm, rồi quản lý công việc về các thứ đấy, thì là như vậy, thì nó cũng À, đi cảm thuộc ơn vào anh doanh Nhật. nghiệp. Vâng, cảm Rồi ơn Nhật ok. đã chia sẻ câu trả lời cho bạn Phước. Có một vấn đề này là, như anh biết là năm nay thì phân hiệu Đào Quế với Cốt Game đã có những cái hợp tác và bước đầu có rất là nhiều hiệu quả trong vấn đề đào tạo, đặc biệt là đào tạo cái phần mềm cho các bạn học sinh.
Và trong năm nay thì phân hiệu Đại học Huế cũng có kết nối đào tạo ngành công nghệ thông tin tại phân hiệu với trường Đại học Khoa học Đại học Huế với mô hình 2 cộng 2. Và chắc chắn là trong thời gian tháng 9, tháng 10 đây sẽ có các em nhập học về ngành công nghệ thông tin tại phân hiệu. Thì trong quá trình các em nhập học ngành công nghệ thông tin tại phân hiệu thì với là một đơn vị đối tác với phân hiệu thì anh có thể hỗ trợ những gì cho các bạn mà sinh viên đang học ngành công nghệ thông tin tại phân hiệu được không ạ? Rồi, cảm ơn Huế. Thì đấy, phân hiệu Đại học Huế với CodeGym thì thực ra là đối tác rất là chặt chẽ đó, và thực ra là CodeGym vào ở trong Quảng Trị thì cũng nhờ vào phân hiệu Đại học Huế, nên là hai bên thì rất là cởi mở trong các cái hợp tác, và thực ra sinh viên của phân hiệu thì cũng không khác gì là học viên của CodeGym cả. Cho nên là trong thời gian tới, nếu mà có các cái hoạt động mà liên quan đến chuyên môn rồi học tập rồi các thứ đấy, thì là cả hai bên đều sẽ phối hợp kết hợp để mà có thể là làm được, chẳng hạn như là cơ sở vật chất rồi là các thứ, các cái câu lạc bộ rồi các cái chương trình học để nâng cao năng lực rồi các thứ đấy, thì mình hoàn toàn có thể là tổ chức để cho cả học sinh viên của phân hiệu rồi là học viên ở chỗ cô Jim là có thể tham gia với nhau, rất là ok. Đã. Và thậm chí là nếu mà sau này mà cô Jim có tổ chức thêm các cái khóa đào tạo nâng cao tay nghề các thứ chẳng hạn, thì sinh viên của phân hiệu hoàn toàn có thể tham gia cùng, đã. Không không có bất cứ một cái rào cản gì ở chỗ đấy cả. Bởi thực ra mà nói thì hai bên là hợp tác với nhau rất là chặt chẽ rồi, cho nên là cái chỗ đấy thì rất là cởi mở, chỉ sợ là mọi người rụt rè thôi, chứ còn nếu mà có nhu cầu tham gia thì chắc chắn là sẽ rất là cởi mở, rất là open để mọi người có thể tham gia được. Và hơn nữa ấy, là có một cái đặc điểm đó là ở Quảng Trị mình ấy, thì các hoạt động mà về công nghệ là nó vẫn chưa được nhiều đấy, thì cũng rất là kỳ vọng, tức là với cái việc là thiết lập cái trung tâm CodeGym ở trong đấy rồi, thì phân hiệu của mình là đào tạo thêm cái ngành công nghệ thông tin nữa, thì cái cộng đồng nó sẽ đông lên đó, Được. và đông lên ấy, thì mình sẽ tổ chức được nhiều cái hoạt động hơn rồi giao lưu rồi rồi chia sẻ thì nó sẽ được nhiều hơn đó. Thì ở ngoài này ấy, thì Nhật cũng có gọi là sinh hoạt chung với một nhóm IT người Quảng Trị ở Hà Nội đấy, một nhóm khoảng hơn chục người đấy, thì cũng rất là tâm huyết với quê hương. Nhưng mà nếu mà bây giờ về quê bảo làm hoạt động gì đấy để hỗ trợ mọi người thì cũng không có đấy, cho nên nếu mà cái cộng đồng ở trong phân hiệu đại học rồi cốt gym các thứ ở đấy, thì mình sẽ có thêm các cái hoạt động khác để hỗ trợ mọi người hơn trong cái việc phát triển cái năng lực cho nó tốt. Cảm ơn anh Nhật. Có một câu hỏi mà các bạn thí sinh đang băn khoăn về vấn đề 2 cộng 2, là các bạn chưa hiểu về 2 cộng 2. Thì trước khi phần chia sẻ tiếp theo của anh Nhật thì chiều hôm nay em có kết nối với tiến sĩ Trần Thanh Lương, trưởng phòng đào tạo khoa học công nghệ ấy, để thầy có thể giải đáp thêm cho các em ngành công nghệ thông tin đang quan tâm đến mô hình 2 cộng 2. Mà không chỉ là mô hình cộng 2 cộng 2 đâu, nhưng mà sẽ có là mô hình 3N, có nghĩa là sẽ có 3 nhà. Thứ nhất là phân hiệu Đại học Huế, thứ hai là Đại học Khoa học Huế, và sắp tới kết nối chặt chẽ với con game. Như vậy là sẽ có 3 nhà đào tạo thực tiễn ngành công nghệ thông tin cho các bạn thí sinh khi học ở phân hiệu. Thì để hiểu rõ hơn mô hình 2 cộng 2 thì xin phép anh Nhật cùng các bạn dành khoảng 1 phút để chia sẻ với tiến sĩ Trần Thanh Lương, trưởng phòng đào tạo khoa học công nghệ, trưởng phòng đào tạo và công tác sinh viên của Đại học Khoa học Huế, để các bạn thí sinh đang đăng ký về ngành này hiểu rõ hơn thêm một chút. Mời Dạ. anh Bảo kết nối với thầy Lương ạ, tiến sĩ Trần Thanh Lương, trường Đại học Khoa học Huế. Cái mô hình 2 cộng 2 của trường Đại học Khoa học Huế kết hợp với phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị, đấy là một mô hình mà tạo điều kiện rất thuận lợi cho sinh viên có thể học tập tại trường Đại học Khoa học nhưng tập trung học tại phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị. Và khi tập trung học tại phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị thì các em có nhiều điều kiện thuận lợi trong quá trình học tập, cũng như là chi phí về học tập, chi phí về đi lại tăng lớn. Thì như vậy thì sau khi học 2 năm tại phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị thì sinh viên sẽ tiếp tục học 2 năm tại trường Đại học Khoa học, và bằng tốt nghiệp sẽ được trường Đại học Khoa học cấp cho các em. Và như vậy thì các em có vừa có điều kiện thuận lợi trong quá trình học tập, cũng như có được một cái chương trình đào tạo phù hợp với cái sự phát triển của công nghệ và được có được cái văn bằng. Cảm ơn anh Bảo đã kết nối với tiến sĩ Trần Thanh Lương chia sẻ vấn đề đang phân vân ở các bạn mô hình 2 cộng 2. Thì cùng chia sẻ với anh Nhật là trong thời gian tới thì lực lượng công nghệ thông tin sẽ được bổ trợ. Lâu nay thì các bạn học công nghệ thông tin ở khối phổ thông, nhưng mà từ năm nay thì phân hiệu Đại học Huế là đơn vị đào tạo đại học,
trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã mở cái chuyên ngành công nghệ thông tin để mà đưa cái các cái em mà thí sinh quan tâm ngành công nghệ thông tin ở trong tỉnh. Nhưng mà cũng trong cái thông tin đăng ký thí sinh vừa rồi thì cũng khá nhiều thí sinh ở ngoài tỉnh quan tâm đến ngành công nghệ thông tin đã đăng ký. Thì hy vọng là trong cái lực lượng ngành công nghệ thông tin trong thời gian tới sẽ được đông đảo, và qua cái sự hỗ trợ của CodeGym thì các bạn không chỉ là học về lý thuyết mà sẽ có cái những cái buổi cọ sát hoặc có những cái thời gian mà cọ sát với các bạn ở CodeGym để tạo nên cái nâng cái khả năng cái thực chiến, tức là không chỉ có lý thuyết về đại cương mà các cái phần mềm thì các bạn cũng tiếp cận được. Rõ ràng là trong cái buổi talk show tối hôm nay thì về cái vai trò của phần mềm đối với ảnh hưởng đối với các ngành thì đã được anh Nhật chia sẻ rất rõ. Chính vì vậy mà cái buổi talk show nay mới đặt được tiêu đề là một cái cơ hội vô tiền khoáng hậu, có nghĩa là từ trước đến nay. Trong thời điểm đại dịch xảy ra thế này thì anh có thể cho biết thêm là sau cái tình hình đại dịch này, những cái bạn học về ngành công nghệ thông tin và đặc biệt là học cái ngành phần mềm nữa thì cái cơ hội việc làm và đặc biệt là cơ hội phát triển trong cái nghề trong thời gian tới thì anh có thể nhận định gì để cho các bạn được rõ thêm không? Rồi, ok. Thì cái đại dịch ấy, thì nó thay đổi khá là nhiều các cái quan niệm của người dân nói chung. Nếu mọi người cởi mở hơn với công nghệ thì đấy là cái thứ nhất. Chẳng hạn như bây giờ, ngày xưa mà nghe nói đến học online chẳng hạn là phụ huynh là khóc thét, rất là lo ngại. Nhưng bây giờ nó vào một cái thế bắt buộc là phải học online, cho nên là không có lựa chọn nào cả. Và sau cái đợt học online này thì phụ huynh sẽ cởi mở hơn so với việc là cho con em mình dùng các cái thiết bị rồi sau đấy để học tập các thứ. Tương tự như vậy với doanh nghiệp ngày xưa mà bảo là làm việc từ xa chẳng hạn là cũng khóc thét, chả khác với phụ huynh. Thế nhưng mà với cái việc giãn cách như thế này thì học online nó lại là cái việc bắt buộc. Cho nên doanh nghiệp nào mà không chuyển đổi thì không được. Thế là sau cái đại dịch này ấy, thì mình cũng nghĩ là cái quan điểm của doanh nghiệp về cái việc làm việc từ xa rồi việc ứng dụng công nghệ vào trong công việc là nó cũng sẽ cởi mở hơn rất là nhiều. Thì khi mà nó đã thông được cái tư duy của mọi người ấy, thì như vậy thì cái ngành công nghệ nó sẽ có cái cơ hội để nó len lỏi, nó đi sâu hơn nữa vào trong cái cuộc sống cũng như là công việc của mọi người. Thì đấy là cái nhận định về mặt cá nhân. Đã, tất nhiên mình về phía cá nhân thì mình cũng không dám đưa ra những cái nhận định nó gọi là nó to tát quá. Nhưng mà ở trên những cái báo cáo của ngành nghề, của các cái tổ chức ở trong ngành nghề thì rõ ràng là gọi là nó có một cái tương lai rất là sáng lạn. Nó tương lai mà gọi là đấy, như cái tiêu đề của cái phiên hôm nay luôn, tức là vô tiền khoáng hậu, là cái phần mềm nó trở thành cái xương sống của các cái ngành nghề khác, nó trở thành cái cơ sở hạ tầng, nó trở thành cái chỗ dựa của tất cả các ngành nghề khác. Cho nên là một khi mà các ngành nghề khác nó phát triển thì nó kéo theo là cái ngành công nghệ thông tin nó sẽ đi theo để nó phục vụ cái việc đấy, tất cả các ngành nghề luôn. Đó, ví dụ như là bây giờ, như lúc nãy có nói ví dụ là một ông nông dân là bình thường chỉ làm được một mẫu, bây giờ ông làm được 10 mẫu, 20 mẫu là cái chuyện rất bình thường. Một giáo viên ngày xưa dạy một lớp 20 bạn, 30 bạn, 40 bạn là đã mệt lắm rồi. Bây giờ dạy hàng nghìn bạn cũng không có vấn đề gì cả, bởi vì cái sự hỗ trợ của công nghệ. Đó, tất cả các ngành khác nó đều như vậy. Cho nên là sau đại dịch thì cái tư duy của mọi người đối với công nghệ nó sẽ cởi mở hơn, và như vậy thì cái phần mềm nó lại càng phát triển hơn nữa. Và có một con số nữa để mọi người biết, tức là ví dụ như là lúc nãy Nhật có nói là Việt Nam là cái trung tâm gia công phần mềm rất là lớn của thế giới, và chẳng hạn như là ở Nhật đó, rất là nhiều, cái khoảng cỡ 60% các doanh nghiệp ở Hà Nội này là làm cho thị trường của Nhật. Thế trong khi đấy ấy, 60% của mình nhé là làm cho thị trường của Nhật, mà trong khi đấy là chỉ mới là làm đáp ứng được khoảng 5% cái nhu cầu của họ, còn 95% kia ấy là người ta vẫn phải tự xử lý hoặc là người ta phải chuyển sang các cái thị trường khác. Cho nên là chỉ cần là mình tăng con số 5% lên thôi, thay vì 5% thì chỉ cần là mình làm cho Nhật khoảng 10% thôi là mọi người thấy là cái cơ hội công việc là nó nhiều kiếp như thế nào. Mà đấy là mới một thị trường Nhật, chưa nói đến những cái thị trường khác. Đó, cho nên là về sự phát triển của ngành nói chung ở trên thế giới hay là cái cơ hội việc làm các thứ ở Việt Nam thì rõ ràng là trong cái khoảng trung hạn rồi dài hạn sắp tới thì nó vẫn là một cái gọi là mênh mông bát ngát. Đó, thì tất cả mọi người đều có cái cơ hội ở trong cái xu hướng này. Cảm ơn anh Nhật. Như vậy là nhận định của anh Nhật theo cái quan điểm cá nhân của anh trong nghề cũng như là các cái số liệu báo cáo thì nhu cầu về nhân lực đối với ngành công nghệ thông tin nói chung và ngành phần mềm nói riêng sẽ là rất lớn sau khi mà việc đại dịch nó kiểm soát. Thì để chuẩn bị được cái nhu cầu đó và để đáp ứng được cái nhu cầu đối với doanh nghiệp thì đối với những bạn học ngành công nghệ thông tin và những bạn đang theo đuổi các ngành phần mềm thì cần phải chuẩn bị trước những cái kỹ năng gì
để sau này các em có thể ra trường là đáp ứng ngay với cái nhu cầu của doanh nghiệp. Anh có thể chia sẻ thêm với em. Rồi, ok. Thì đấy, nếu mà đứng riêng từ góc độ của một học sinh, một sinh viên thôi thì khả năng là khó để có thể làm được cái gì. Để cho nên nó đòi hỏi là phải cả một cái sự di chuyển của cả xã hội cơ. Nên lấy ví dụ là riêng cái ngành công nghệ này này, việc đào tạo là nó cũng phải rất là sát với cái thực tiễn doanh nghiệp rồi. Nó rất là khác so với các ngành nghề khác. Các ngành nghề khác nhiều khi là một cái giáo trình 10, 20 năm không thay đổi. Nhưng mà riêng ngành công nghệ này là lúc nào cũng phải cập nhật. Bởi vì không cập nhật là không được. Đấy, riêng các trường ấy thì bao giờ cũng phải như vậy cả. Cho nên là khi mà mình tốt nghiệp ở các trường ấy ra thì thông thường ấy là cái kỹ năng là của mình là đáp ứng được so với cái nhu cầu của doanh nghiệp hơn rất là nhiều so với các cái ngành nghề khác mà nó ít được cập nhật đó. Cho nên ấy, kể cả trường hợp mà mình không phải là cái người mà tham gia trực tiếp vào trong ngành công nghệ, nếu mà mình làm việc ở các ngành nghề khác thì mình vẫn phải trang bị cho mình những cái kỹ năng để có thể mà sử dụng được công nghệ. Lấy ví dụ là ngày xưa kế toán là chỉ cần sổ sách là được, nó là cùng lắm Excel là được. Bây giờ kế toán ngoài Excel ra là phải còn khá là nhiều các phần mềm khác liên quan đến báo cáo, liên quan đến thống kê, phân tích và các thứ. Ví dụ thế, giảng viên cũng vậy thôi. Ngày xưa giảng viên là chỉ cần phấn với bảng thôi. Bây giờ rồi sau đấy là cái PowerPoint. Nhưng mà bây giờ như vậy là vẫn chưa đủ. Bây giờ có rất là nhiều các phần mềm khác để phục vụ cho việc dạy học. Cho nên là không chỉ là cái ngành công nghệ mà những ngành nghề khác cũng vậy, là phải rất là thích ứng thì mới có thể làm việc được tốt ở trên cái thị trường. Đó, còn đối với những bạn mà tham gia vào trong ngành công nghệ đấy thì là ở bất cứ một mảng nào thì mình đều có thể đóng góp được, bất cứ mảng nào thì mình cũng có thể là tạo được giá trị, bất cứ mảng nào mình cũng có thể phát triển được, cho dù đấy là lập trình nhúng, lập trình game, lập trình web, lập trình bất cứ cái thể loại gì thì mình vẫn có cái cơ hội rất là lớn để mình phát triển, nên nó không có gọi là thiên về một cái xu hướng nào đấy đáng kể đó. Thì có thể nói là đây là một cái cơ hội rất là tốt, đặc biệt là cho thanh niên ở Quảng Trị nhà mình mà có vẻ như là cũng rất là phù hợp với cái ngành lập trình, ngành công nghệ các thứ đó. Cho nên là mọi người cứ mạnh dạn đó. Một cái mà anh Nhật ấy thì có một cái livestream chia sẻ trên YouTube á, một cái phiên chia sẻ là đối với người mới bắt đầu ấy thì nên làm như nào, thì nó có trong đấy thì nó có rất là nhiều cái ý, thì mọi người có thể lên đấy xem để nó cụ thể hơn đó. Thế nhưng mà gọi là cái lời khuyên mà lớn nhất, rõ nhất mà có thể cung cấp đó là mọi người phải làm thế nào mà càng sớm làm ra được các cái sản phẩm cụ thể thì càng tốt đó. Tránh trường hợp là học nhưng mà cứ học lý thuyết thì cứ để nó đấy. Thì ví dụ như là đối với học là phải ra được sản phẩm. Thế tránh như ngày xưa đi học là năm 1, năm 2 toàn học đại cương các thứ và cuối cùng là không ra được cái gì cả, nó rất là lơ ngơ đến năm 2 nhưng mà vẫn không có biết gì về ngành nghề là không được. Thế vì cho nên là lý do tại sao mà ở Good Gym ấy là một tháng đầu tiên là phải làm được vài ba thứ gì đấy mà đã nhìn thấy rồi đấy. Có thể là một cái form nho nhỏ, một cái game nho nhỏ hay là một cái gì đấy đã nhìn thấy rồi, và sau cứ 1-2 tháng thì mình lại càng tăng trưởng thêm, mình lại càng thấy thêm nhiều cái phần mềm nữa mà nó tỏi ra. Lúc đầu thì nó đơn giản nhưng sau đấy thì nó phức tạp dần. Thì đấy là cái cách thức mà để mà mình chứng minh được cái sự tăng trưởng về mặt năng lực của mình đấy, mà nó sát với cái thực tế, bởi vì cái phần mềm mình làm ra nó giống với phần mềm người khác thì như vậy tức là nó thực tế rồi. Thế là đối với những người mà bạn trẻ mới bắt đầu ấy thì nên là như vậy. Thế là trường hợp là cứ bảo là học nền tảng rồi học cái gì đâu, cuối cùng là rất là mất thời gian và sau đấy thì nó gọi là lầm đường lạc lối. Tức là đến cuối, đến khi mà sắp tốt nghiệp rồi bắt đầu mới thấy là ôi năng lực mình nó đuổi quá, hoặc là đi theo những cái gọi là cái ngách khác mà nó không phù hợp lắm đó. Cảm ơn anh Nhật. Phải nói là công tác đào tạo đại học cũng như là các cái công tác đào tạo thời điểm hiện nay á, thì phải gắn với doanh nghiệp, mà thứ hai nữa là phải gắn với việc làm sau khi ra trường. Thì em được biết là về phía Code Game là một cái đơn vị mạnh về vấn đề là đào tạo thực tiễn và đảm bảo việc làm cho các em sau khi hoàn thành các cái khóa học. Và trong cái hệ sinh thái việc làm, tức là các cái hệ sinh thái chuyển đổi doanh nghiệp trong thời gian tới đấy, ngoài vấn đề hỗ trợ cho cái học viên của Code Game, thì đối với những sinh viên học ngành công nghệ thông tin trong thời gian tới, với sự kết nối của phân hiệu thì Code Game có thể có một cái hỗ trợ phần nào đó để kết nối với các em trong quá trình sau này ra trường hay không? Anh có thể chia sẻ cho em một cái đấy là hoàn toàn có thể nhé, hoàn toàn có thể. Bởi vì thực ra là nó là nhiều bên có lợi, tức là phân hiệu có lợi này, Code Game có lợi này, doanh nghiệp đối tác của Code Game có lợi này, học viên sinh viên là có lợi này, tất cả mọi người đều có lợi, nó chả có ai có thiệt ở đây cả. Cho nên một cái thứ mà nó có lợi như vậy thì chả có lý do gì mình không làm, bởi vì là nó như muối bỏ bể á, bao nhiêu cũng không đủ đó. Cho nên là tất cả mọi người đều có lợi cả đấy. Thì chỉ sợ là không làm được việc đó, chứ còn nếu mà làm được việc thì tất cả mọi người đều là có việc làm cả.
thì CodeGym hoàn toàn có thể là kết nối và bố trí giải quyết việc làm cho tất cả mọi người đều đều. Cái đấy thì nó không phải là có một cái rào cản gì đấy ghê gớm, nó chỉ là bắt tay vào làm thì chắc chắn nó sẽ được. Cảm ơn anh. Như vậy là trong cái buổi chia sẻ của tôi hôm nay, để thay cho lời kết thì anh có lời khuyên và nhắn nhủ gì đến các bạn học viên cũng như các bạn học sinh sinh viên đang quan tâm và đăng ký ngành công nghệ thông tin và cả đặc biệt là ngành phần mềm trong thời gian tới được không ạ? Rồi, ok, thì cái lời nhắn nhủ ấy thì bởi vì lúc nãy giờ mình là toàn là tô màu hồng thôi ấy, mình nói đến cơ hội rồi nói đến các thứ, thì bây giờ cũng warning mọi người một chút, tức là cảnh báo mọi người một chút. Thực ra thì chả có cái ngành nào mà hoặc là chả có cái việc nào mà nó dễ dàng đâu, việc nào thì cũng phải đổ mồ hôi sôi nước mắt thì nó mới có kết quả được. Cho nên khi mình làm bất cứ một cái lĩnh vực nào đấy thì mình đều phải có cái sự nỗ lực rất là ghê gớm, chứ không phải là nỗ lực khơi khơi. Không phải riêng gì làm lập trình viên mà làm cái nghề gì cũng vậy thôi, làm ông thợ điện, ông sửa xe máy, ông thợ xây, ông nào cũng vậy, thì phải nỗ lực thì nó mới khẳng định được. Chứ tránh trường hợp là bắt đầu nhìn vào để thấy toàn màu hồng, để nghĩ là công việc nào đấy mà chỉ có ngồi máy lạnh rồi là nhận lương thôi thì không đúng. Đã, ngày nào cũng phải là đổ mồ hôi nước mắt và xây dựng cái năng lực của mình. Đấy, 1 năm, 2 năm, 3 năm, khi nào cũng phải có cái sự tiến bộ thì mới đến 5 năm thì nó mới có cái mức lương như vậy hay là cái đãi ngộ như vậy, mọi người nhìn thấy như vậy. Thì đấy là lời khuyên thứ nhất. Lời khuyên thứ hai á là trong cái thời đại bây giờ ấy thì cái việc học và phát triển cá nhân đó là cái việc rất là quan trọng đó, chứ không phải là cái việc làm. Cái việc làm là cái thứ đi sau. Thế bây giờ với cái thế giới thay đổi như này thì cái việc học nó đưa lên hàng đầu, cái việc làm ấy nó đi sau, là bởi vì như này, nó khác với ngày xưa. Ngày xưa tức là mình chỉ có một cái kỹ năng đấy thôi và mình có thể làm cả đời mình sống với kỹ năng đấy. Giảng viên chỉ cần dạy một môn đấy thôi và viên phấn và cái bảng và dạy hết 30 40 năm mà vẫn cứ sống được ở trong trường. Bây giờ thì không như thế được đấy, đặc biệt là trong ngành công nghệ đấy, là lúc nào nó có sự biến đổi cả. Cho nên nếu mà cái năng lực của mình mà nó không có cập nhật kịp thời thì chắc chắn là mình sẽ bị đào thải. Có rất là nhiều cái tấm gương như thế luôn, chẳng hạn như là mấy năm vừa rồi là cũng rất nhiều giáo viên là phải về hưu sớm, là bởi vì không thích ứng được với cái nhu cầu mới đó. Thì trong ngành công nghệ của mình cũng vậy, cho nên ấy là khi mà mình mới đi làm chẳng hạn, như là lúc nãy là có Phước đấy, là mới đi làm ấy thì phải đặt nặng cái vấn đề về phát triển cá nhân ở trong những năm đầu, chứ không phải vấn đề về về thu nhập hay là mức lương thực sự, mà phải đặt tìm một cái chỗ nào đấy mà mình có thể phát triển được, mình có thể học được. Đấy, mình chịu thiệt một chút về mặt thu nhập các thứ cũng ok, nhưng mà năng lực của mình nó lên thì đấy mới là tư duy đúng ở trong giai đoạn bây giờ. Còn nếu mà ông nào mà tham lam quá, mà những cái chỗ mà biểu lương cao nhưng mà nó bắt kiệt sức của mình chẳng hạn, thì như vậy mình sẽ không có cái thời gian, không có cái nguồn lực để mình có thể phát triển được về mặt cá nhân. À, như vậy thì không được, bởi vì lương ấy là thu nhập ấy là nhận xong rồi nó lại hết, nhận xong rồi tiêu nó lại hết. Nhưng mà khi mà mình học hoặc là khi phát triển cá nhân ấy thì mình làm xong việc rồi, cái năng lực đấy nó vẫn là của mình, nó vẫn sở hữu về về lâu dài, nó vẫn là của mình có thể ở Hà Nội, ở Sài Gòn hay thậm chí về Quảng Trị thì cái năng lực đấy nó cũng chả mất đi. Nhưng mà cái đầu tiên mình kiếm được trong những năm đầu là nó sẽ mất đi rất là dễ. Cho nên là có hai cái lời khuyên như vậy đấy. Một ấy, thì đừng có nhìn nó toàn vào hồng, còn cái thứ hai thì cũng phải cân nhắc ở cái chỗ là phải tìm cái cơ hội để phát triển cá nhân nhiều, chứ đừng có đặt nặng về vấn đề về về thu nhập và các thứ. Tất nhiên khi tham gia ngành nghề này thì thu nhập các thứ nó cao thì gọi là việc của ngành đúng không, nhưng bản thân mình thì cũng phải giữ được cái, nó gọi là cái tâm nó sáng sáng một tí. Tham lam quá là không được, chỉ có thêm mấy lời khuyên như vậy. Vâng, cảm ơn anh Nhật đã dành thời gian hơn 1 tiếng đồng hồ của buổi tối hôm nay để chia sẻ các cái góc ngách rồi các cái hiểu biết về phần mềm dành cho các bạn, đặc biệt là có những lời khuyên rất là bổ ích đối với các bạn học viên, đối với các bạn sinh viên trong thời gian tới, để các bạn có cái nhìn nhận đúng hơn, có cái thái độ đối với nghề nó chuẩn mực hơn để chúng ta có cái bước phát triển trong tương lai. Và thời gian gần hết nhưng mà có rất là nhiều bạn bây giờ mới tham gia, thì những bạn mà chưa tham gia được cái talk show buổi tối hôm nay thì Phân Hiệu Đào Quế sẽ phát lại cái buổi chia sẻ của chuyên gia anh Nguyễn Khắc Nhật trên fanpage của Phân Hiệu và YouTube của Phân Hiệu để các bạn có thể theo dõi lại và ghi nhận lại những cái kiến thức mà anh Nhật đã chia sẻ trong buổi tối hôm nay. Và cũng thay mặt cho ban tổ chức xin được cảm ơn thạc sĩ Nguyễn Khắc Nhật, tổng giám đốc CodeGym Việt Nam đã có những cái quan tâm cho cái vấn đề đào tạo ngành công nghệ thông tin nói chung và ngành phần mềm nói riêng, và có những cái định hướng hỗ trợ cho sinh viên ngành công nghệ thông tin của Phân Hiệu trong thời gian tới. Và cũng xin được cảm ơn tất cả các bạn quý thầy cô và các bạn học sinh sinh viên đã có dành thời gian để
cùng lắng nghe với chuyên gia và cùng chia sẻ với ban tổ chức trong buổi tối hôm nay. Và chúng ta sẽ có một cái talk show trong thời gian tới và hẹn gặp lại các bạn trong thời gian sớm nhất. Xin chào các bạn trong cái talk show lần sau. Xin cảm ơn anh Nhật nhiều đấy. Cảm ơn Huyền rất là nhiều, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chào mọi người. Xin chào mọi người.